Chết tôi rồi. Ngồi lên ngồi xuống, chết 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 chết. Rồi chuẩn bị lên đèo lên dốc nữa nè. Chỗ này chỗ mấy bữa bị sạt lở nè mọi người, không lên được nè. Cái đại nó kinh quá. Bà, nó cua, cua nhiều nè. Ngồi trên xe mà lên nè. Hồi xương sống xương sườn ở đâu là chắc nó méo hết rồi. Sau đó em ngất ngược rồi hả? Ôi, chơi đậu á. Mày ghế đây. Mình đi về mình đậu xe. Đậu xe gì chị? Xe nào cũng vậy thôi, đường nó như thế thì đường vậy thôi. Đây.
Đây là ông tài xế hồi nãy mọi người không thấy mặt đúng không đây nè. Xin chào mọi người. Ổng ở bên đây chuột ổng lên cơ luôn mà. Lên cơ luôn. Chuột ổng lên cơ luôn. Mà cái điều quan trọng tôi phát hiện ra là ổng giấu trái chuối. Giấu trái chuối dưới xe để làm cái gì? Trời ơi mệt quá. Đường xa quá đúng không? Đường ổng xa nhưng mà tại do cái đoạn nãy em tay chuyên mấy anh. Em hết la hết thở em lên nói nhiều quá. Trong đi toilet không? Toilet trong đây này chị mấy em nó lên rồi đó chị. Xin chào mọi người đã đến với huyện Sơn Tây. Họ nói mình sẽ vô gặp bà con ở Sơn Long và Sơn Bua. Ăn miếng cơm nuốt rẫy. Quá đưa có luôn hả? Đúng rồi. Dạ, em tưởng ăn khoai mì. Có mì luôn. À đây nè, mọi người đang nấu mì hả? Có mì có cơm. Khoai mì đặc sản của núi Rừng. Đây. Mình lên đến nơi đã được mấy anh chị chuẩn bị khoai mì của ở Sơn Tây rồi nè mọi người. Đó. Giờ mình qua mình coi thử là khoai mì ở đây ngon không nè. Mấy anh ơi ăn khoai mì mấy anh. Nói chung là có cái gì rồi hết ở đây. Anh máy Dung á là mới xuống sân bay. Rồi là không biết là bả có coi livestream không, khả năng là máy Dung mà coi livestream có máy Dung alo chăm chăm. Chắc là má ở dưới đây á con làm xong con về nha. Mới lấy đường lên. Em cởi em tao bò như vậy mà đi còn quả chạy đậu nữa chứ mới dùng lên tới nơi chứ không thấy mặt trời luôn quá. Rồi có đi rồi mới biết chứ không đi sao mà biết. Mới dùng lên đi. Dạ dời. Mấy anh ơi, mấy anh ăn chưa luôn. Đây là khoai mì. Không, ăn đâu mà rồi. Cái mình có nhắn với Trâm rồi. Ngày hôm nay lên ăn là hôm nay là ăn chay. Ngày mùng 1 đúng ngày mùng 1 thế này cũng hay nhiều fan cứng của fan cứng của em hết. Thành viên của nhóm anh nhưng mà đều là fan cứng của em hết. Yeah. Nói chung là bữa nay thời tiết á, nói chung là thời tiết này là nó hỗ trợ mình nhiều á. Cái này mà mưa nữa mình đi là chết luôn á. Đây là nhà anh. Đó. Đây, đặt sẵn gọn lúa rẫy. Đúng rồi. Đây nhà anh. Cái gì chạy qua đây, bưng qua đây cho em coi. Rồi quay rồi đặt sẵn gì chị giới thiệu lại nha. Không, đây, con qua cái mẹ con, qua cái mẹ con thì nữa nha. Đây là đặt sẵn gậu lúa rẫy. Gậu lúa rẫy. Gậu lúa rẫy có nghĩa là gạo ở trên rẫy. Ở trên rẫy, của người dân rẫy trên núi. Ở trong bên rừng á. Em phát hiện ra là có hộp gạo nó nữa rất là to. Đây là khoai mì. Đây là khoai mì. Khoai mì nè, khoai mì chấm đậu nè. Chấm muối đậu. Hồi xưa còn nhỏ, hồi xưa còn nhỏ em đi thả bò, em nhổ củ mì mà củ mì gì ta? Ăn củ đỏ. À củ mì Ấn Độ. Ăn nó bị tai. Đúng rồi, mì Ấn Độ nó to, cái thân nó to lắm. Cái xù xì đúng không? Đây là mì gòn. Mời mấy anh em ngồi. À đúng ăn chay luôn. Ăn chay mà. Hôm nay là ngày mùng 1. Nên cô này ăn chay nè. Nãy anh đi tìm mì chay em tưởng không? Anh em đi ăn chay hết. Dạ. Anh có nhắn Trâm rồi mà, anh bỏ đi anh trai. Đi chị mình mua mà không có đây. Anh ơi mình hẹn bà con bao nhiêu bây giờ vậy anh? Mời chị đây. Dạ cho chị ạ. Dạ bà con mấy giờ anh? Thì bây giờ là 1 giờ. Nên mình lên đó, anh tính thời gian rồi mà. Thoải mái, ở gần đây có cách, có gần chục cây. Lên chỗ này quà thì tụi em băng sẵn rồi. Mời chị ngồi chị. Đi đây đó, mời thuốc mà. Ngồi ăn miếng đó chị. Giới thiệu với em, đây là chị Thoa. Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận, chủ tịch mặt trận huyện. Chị thấy các em lên là chị cũng cảm ơn. Đó. Rồi đó. Chị ngồi em. Mình ăn ba câu một giờ. Thì mình nói thì mình nói dạy chứ anh vượt rồi anh sắp rồi. Cái nước cơm ăn đó là điều chị em cũng đói rồi. Rồi rồi rồi, ăn đi chứ chị cũng không đi đó. Cũng phải ăn miếng nha. Mời chị qua đây ăn cơm luôn. À, mình ăn cơm xong rồi mình đi. Bà vợ mình đâu em? Cơm em ơi. Bữa trước em có gọi cho anh Ben. Cái đầu hôm đầu tháng 10 kìa. Nhận danh từ đầu tháng 10 rồi. Nhưng mà cuối cùng á là quyền dạ.
Hôm qua kia mới gọi ở ngoài đó là xinh đẹp cái công hương ở công thương nhiều lắm. Ai mời mọi người vô mình ăn miếng cơm chay cho ai có ấm lòng nè. Anh này là ảnh bông bông hay trái. Hôm nay là anh trai ăn cơm lúa rẫy bên rừng. Dạ. Lúa đây là anh xay kỹ rồi chứ bản thân nó rất là đỏ. Mà nó đỏ thì nó ăn nó bùi đúng không? Cái chất con cá. Cơm gạo lứt. Mày em ngồi đi. Không. Đúng rồi. Gạo lứt. Như dạng như cơm gạo lứt. Lứt nhưng mà lứt lúa rẫy, lúa trên rừng chứ không phải. Ngồi đi, mày ngồi. Đây à. À, mình ăn cơm với nước tương với đậu hũ đúng không anh? Quá ngon luôn. Hôm nay là đúng ăn chay luôn nè. Đàn của mình còn có chị Hằng nè. Cho anh cái vả với. Đây, đậu nè. Mình ăn xong. Chưa? Nói chung là vui vẻ đi chưa? Bà con mình đâu rồi? Mấy anh chị nhiệt tình quá. Hỗ trợ chứ không hỗ trợ là chết luôn. Sophie, đây, Sophie. Ai nó chụp nữa vô. Thì đâu? Ăn cơm đi, ăn cơm đi rồi bà xíu chụp. Sophie. Do mấy cái phần cứng này là bữa trước anh mới nói cái trong nhóm mày như này phần cứng này là có mặt từ lúc 3 giờ sáng. À. 3 giờ sáng đi nhổ củ mì. Anh nhổ. Anh nhổ củ mì á? Ờ. Trong phim nhiều. Mì nó anh nhổ nhưng mà mấy chị em đây là nấu mì. Ngoài thấy trẻ cùng ngon hơn. Rồi, tôi sẽ đưa với sếp tôi sếp giao nhiệm vụ. Thôi ăn cơm. Quỳ đâu? Ở xã anh đang ở trong bếp. Rồi chị nó thôi mời mọi người ăn cơm. Dạ. Nói chung là các anh chị em cứ nên lên đây. Để thường thường là mình sẽ làm đầu mối ở sân Tây với sân Hàn. Dạ ăn ăn thử đi dạ ăn nè. Thôi nãy giờ ăn rồi đó. Cơm này em. Mời cả nhà. Rồi có chén đủ. Dạ rồi mời cả nhà mình nha. Mình ăn rồi chiều nay công việc của mình sẽ rất là mệt nhọc. Bây giờ công việc mệt nhọc cho quà cho bà con không có mệt mà mệt cái đoạn đường về quá. Về mà mệt chị. Đi mình đi mình mới mình lạ chứ còn mình xuống nó dễ ồn mà. Anh. Ừ? Anh kêu gọi mạnh thường quân xây cái sân bay trên đây đi. Xây sân bay mini đi chị Hằng nè. Chị Hằng hỗ trợ 500 em 300 ok không? 300 ngàn á. Đúng rồi, con Ngãi mình chưa có sân bay á, sân bay ngày xưa cũ rồi. Đây bây giờ mình sang một chén cơm nè. Kiều kiều. Một tí thôi kiều. Gần rồi 10 phút. Bây giờ mình sẽ ăn thử cơm ở trên đây nha mọi người. Tại vì đây là gạo lúa rẫy nè. Nghe rất lạ luôn. Trồng lên núi á chứ không phải gạo nước. Lỗ nước này nó không quá khô cũng không quá nhão. Gạo gạo lứt vậy đó, gạo lứt ở mình đó, nhưng mà đây xanh tỉ hơn một tí. Nếu không là nó màu nó đỏ. Dạ. Xong rồi mang chấm với nước tương. Đây là màu hồng. Ngan chai. Có hai dưới rào mấy hả? Chết mồi rồi, tôi tớ ăn mặn. Ăn được luôn. Tôi tớ ăn mặn rồi ăn chay xong rồi có tớ ngồi nữa mình đói quá mình ăn mặn trong cái tối khuya về á. Đâu có cần gì đâu. 11:30 cái mình ăn chay mình đè xuống hết. Do nói mình, lại là ăn chay mình tự nguyện mà mình hồi mình ăn không nhá chứ có phải là em nguyện là em ăn chay một ngày đâu. Ngon. Anh Cường nói với máy Dung là lên sân Tây 3 tiếng cho nên đò ghé quán cơm ăn rồi đi. Rồi đây chị chụp đây anh mượn máy Dung đang lên mọi người à. Đây, chụp cho máy Dung nè. Đó rồi là có anh tài xế là đã lên sân Tây rồi đúng không? Hôm qua anh mới đây á anh. À. Mấy anh này đi suốt mà. Đi suốt luôn hỗ trợ bữa giờ trên đây á còn các. Hỗ trợ trên này á. Ảnh là bên hội xe cộng đồng.
À, được rồi. Anh chia ra nhiều tim lắm. Hôm nay có mấy tim đi chợ bồng nữa. Đi điện cho fan, fan nói cái ngày mà. Ra luôn. Fan là ai rồi? Không quyền tứ tập rồi. Thôi để cho mọi người ăn cơm nha. Bye bye mọi người nha. Cái nhà mình gặp được bà con, mình quay cho mọi người coi tiếp nha.